chào mừng các bạn đến với thử thách đầu tiên với tên gọi Bữa sáng siêu năng lượng. Các thành viên sẽ không lo sợ thiếu hụt năng lượng để bắt đầu cho chuỗi những thử thách cam go trước mắt. Là một người đang ăn hay sao ạ? Là một người đang ăn hay sao ạ? Là một người đang ăn hay sao ạ? Mai Phương, bạn đã bị loại. Mai Phương, bạn đã bị loại. Cảm ơn SC nha. Cảm ơn anh nhiều, bye bye. Mai ơi, đây là nơi Phương. Tính ra là Phương nhờ đúng người đó. Rồi, tuyệt vời. Rồi, thôi dù như thế nào cũng chúc mừng Mai Phương. Khánh thứ hai phải là một người Khánh. một người cũ được. Phải là Khánh. Ok, em đã đúc kết được rất là nhiều kinh nghiệm và cũng như là những chiến thuật. Mà sao phải diễn như vậy? Ý là em muốn thể hiện sự hay ho của mình đó. Không hay. Không, nhìn nó ho chứ. Đúng rồi, thành ho nhiều hơn em. Và kinh nghiệm đó chính là không có kinh nghiệm gì cả. Trời ơi, làm cho nguy hiểm á. Không có gì hết trơn, không có gì trong đầu hết á. Dạ, thôi. Rồi, vậy chúng ta sẽ tào lao đi. Bạn biết gọi cho ai? Tôi gọi cho chị Buka. Wow, bạn nghĩ sao về chị Bu? Không có niềm tin lắm, Vậy tại sao bạn vẫn gọi? Tại tôi chẳng còn hết. Tại sao lại lưu tên của chị Buka là Buka? Buka, tại vì chị Buka hay chat vui chơi, có nghĩa là chia sẻ một cái gì đó mà nó không có mắc cười, nhưng mà chị Buka vẫn để ca. Không, Buka chứ không hài thôi. Ơi. Không, để Buka nói chuyện kém mùi. Á, không phải cái gì. Thôi, dừng quá. Ok, bắt đầu gọi cho chị Buka nha mọi người ơi. Rồi, gọi đi. Gọi đi. Sợ Buka cũng chưa ngủ dậy. Hy vọng là Buka sẽ khóa máy. Nghệ sĩ thường hy vọng là Buka khóa máy. Khóa máy Buka. Tắt máy. Tắt máy. Bận rộn lắm. Không nghe. Quá luôn. Lốc số rồi. Đúng là anh không còn ai thì đó. Buka có thân với em hả? Có, chị Buka thân với em á. Buka có luôn số em không? Không, Buka là hiện tại là thấy... Alo. Ủa? Alo. Tắt máy đi Bu ơi. Tắt máy đi Bu. Cái gì? Tắt máy đi. Alo. Ủa, chị ơi, chị đang làm cái gì vậy? Ghé ngoài đường. Ê, tự nhiên em nhớ giọng hát của chị quá. Hả? Em nhớ giọng hát của chị quá à. Ê, chị hát cho em nghe bài được không? Đang nghỉ á. Ê, cái bài gì mà cái gì à? Hay là đôi ta hẹn. Ê, chị hát cho em nghe bài được không? Đang nghỉ á. Ê, cái bài gì mà cái gì à? Hay là đôi ta hẹn. Bu ơi, Bu giờ này khỏe không? Xin lỗi, nặng lắc. Bu, cái bài mà đôi ta hẹn ước từ hư vô á Bu. Hay là đôi ta Bu. Hẹn ước từ hư Bu vô. Bu ơi, hát cho em nghe đi. Bu, Bu ăn gì chưa? Chị Bu. Cái gì mà ồn vậy? Em đang trước nè, em mới hỏi chị nè chị. Anh BB nè, em ăn gì chưa? Ăn cái gì? Đang mua đồ ăn. Sao im lặng? Nó nghĩ chơi chị rồi chị ơi. Nó hiểu cái chuyện chị kìa, mạng đâu có lát đâu. Đang tỏ thái độ. Đang tỏ thái độ kiểu. Tắt máy đi Bu. Đúng đi chị. Là sao? Là sao cuộc điện thoại gì vô nghĩa vậy? Không phải, nãy giờ em khóc quá. Em không em nói nè. Chị ơi, giờ chị hát cho em nghe bài, em năn nỉ chị một bài thôi cũng được. Cái gì? Hát cho em nghe một bài. Chị hát đứng giữa đường người ta nhìn vậy là sao? Vậy thôi, giờ kể một câu chuyện gì đó thú vị đi. Ủa, chuyện gì thú vị để kể nghe chứ. Chuyện thú vị kể hết rồi. Đúng rồi. Dạ, chị đọc cho em 5 lần cái câu mà buổi trưa em bữa chua đi. Mời lượt ăn mì và gọi điện thoại của BB Trần. Không bắt máy đi, À,
Alo. Alo Hiển, hai em. Dạ em nghe nè. Anh có mấy lời muốn tâm sự với em á. Cho nên là bây giờ mà chỗ anh hơi ồn á, cho nên là em nghe những lời anh nói thôi nha Hiển. Cái chuyện này của anh á, em đừng có quan tâm Phước, tại cái chuyện này của anh đó. Nó làm sao? Có những lúc mà anh xúc động. Em đừng có quan tâm Phước, tại cái chuyện này của anh đó. Nó làm sao? Có những lúc mà anh xúc động. Nó làm sao? Có những lúc mà anh xúc động. Hiển ơi, nghe anh nói là Hiển, đừng có nghe anh Phước hả Hiển? Tại sao mình lại nói chuyện với một người mà không nói chuyện với mình chứ? Hoàng Nhâm vẫn nói chuyện với tôi mà. Alo. Anh nè, anh. Đang làm gì mà cướp vậy? Cướp đi. Vậy cướp đi. Hiển bị đùa giỡn rồi Hiển ơi. Vậy cướp đi. Hiển bị đùa giỡn rồi Hiển ơi. Tôi không có nghĩ là BB vậy. Chuyện gì quan trọng lắm nè. Không biết, tôi không nghĩ là BB lại lo bà ra lại đùa giỡn. Anh nè. Đố bạn BB đang làm gì? À, biết rồi, đang làm chuyện gì mời anh với bà Phước. Không có, nhưng mà buổi trưa thì mình phải làm gì? Đừng! Sao bạn không quan tâm tới BB? Bạn hỏi BB coi là BB có đói không? Hay là BB... Hết giờ. Hết giờ. Anh với Phạm Luật là cộng thế. Ủa, khỏi ai, không có ai hết trơn. Ai chạy xe cho phim trường vậy? Ai chạy xe cho phim trường nha. Anh BB ơi, nếu mà ăn sau khi mà hết giờ là cộng thêm 1 ký vô á. Cộng thêm 1 ký vô á. Có không? Wow. Bây giờ sẽ được ăn mì của Jun Phạm. Bắt đầu chưa hả? Chưa, tôi là người quyết định. Đừng có ép tôi. Đứng. Nè bây giờ em mà giúp đỡ anh giùm cái, lỡ nó quay em có chọc lét anh cái nha. Ủa nó giảm thắng em hả? Đâu được. Anh đi lẹ. Nhưng mà anh giúp đỡ em mà. Anh giúp chỗ nào vậy? Hồi nãy anh ê. Ok nhớ. Ê chị hát cho em nghe bài được không? Năn nỉ á. Ê cái bài cái gì hay là đôi ta hẹn. Ê mà anh giúp em có một lần thôi nha. Mấy lần sau này em có giúp đâu á. Thành viên tiếp theo sẽ ăn mì chính là Gil Lê. Người ta đi ăn Vy sáng Vy chắc đang đánh má hồng á. Vy đang bận đánh má hồng. Alo Vy ơi. Em đây. Alo Vy ơi. Vy ơi. Chúng tôi nhớ Vy. Em đang làm gì? Đang đánh răng. Đố Vy Gil đang làm gì? Mọi người nhớ Vy quá cho nên nói là Gil gọi cho Vy để hỏi thăm em nè. Nhưng mà sao em không hỏi thăm lại Gil xem Gil đang làm cái gì? Alo. Chào chị, em là Trung Phạm, chắc chị biết em là ai chứ? Em là BB nè chị, em là BB nè. Em là Duy Khánh nè. Chị ăn gì chưa? Em học Phước nè. Phương nè. Nào nhẹ chưa? Nó tắt đẻ rồi nè. Chị ơi, chị ăn gì chưa? Chị Thu, chị ăn gì chưa? Ủa mà sao vậy? Anh Jun gọi điện cho chị mà sao anh Jun không nói chuyện với chị vậy? Sao anh Jun không tôn trọng chị vậy? Sao anh Jun không tương tác? Ủa Jun ơi, sao em không nói chuyện với chị vậy? Ủa em gọi điện chị mà. Jun khinh chị rồi, anh Jun đánh khinh chị rồi. Cái máy nó cứ bị cập giờ, mấy đứa nó kéo em khổ ghê, em muốn nói chuyện con mèo quá. Em đố chị, anh Jun đang làm gì? Nó có mấy con rồi, nó có bầu mấy đứa. Chị Thư ơi, chị ổn không? Nóng quá. Nóng quá. Sao em lạnh lùng vậy Vy? Em phải hỏi thăm Gil chứ. Rồi sao Gil mà... im rồi? Con bé nó đang gì luôn nè. Nhưng mà đố em Gil đang làm gì Vy ơi?
làm gì? Như đang làm gì vậy? Mọi người có khỏe không vậy? Không, đừng bây giờ quan tâm mọi người em nữa. Hỏi thăm Gil đi. Quan tâm Gil đi, hỏi Gil đang làm gì đi. Em muốn biết về câu chuyện của con mèo. Nhưng mà em đố chị, anh Chu đang làm gì? Chu đang làm gì vậy? Con mèo nó sắp đẻ rồi. Nhưng mà Chu đang làm gì mà sao? Chỉ có 2-3 ngày nữa là nó đẻ thôi. Chị, nhưng mà anh Chu không có nói chuyện với chị. Nên chị rất là lo lắng, không biết ở nhà có nào nó. Chị ơi, anh Chu đang làm gì vậy? Chị chỉ quan tâm tới em thôi. Chị Thư ơi, nghe em nè. Chị Thư ơi, nghe em nè. Hết giờ, hết giờ. Trời ơi, mừng quá. Chị Thư ơi, mình quên con mèo đi. Mình quên con mèo đi. Dạ. Nữa, con mèo hoài. Nữa, con mèo hoài. Hiểu không mà, con mèo chị thấy. Thôi, để có gì để em gọi điện thoại cho chị nói chuyện riêng về con mèo của chúng ta nha. Cảm ơn chị đã giúp em trong phần thi vừa rồi. Ủa, vậy thôi hả? Vậy thôi đó, chị chỉ lợi dụng xong rồi. Cảm ơn chị Nam Thư nhiều nha. Mua, 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 mua. Alo, bái chị. Ủa, như là cuộc sống của bà Thư là quanh quẩn con mèo thôi đó. Bà kể cho con mèo không à? Mà vấn đề là mình hỏi là anh chị có biết anh Chu đang làm gì không? Mà con mèo á. Không phải, ý là em nói chuyện với Gil thường xuyên rồi nên là không cần. Bây giờ đang cần, bây giờ mọi người bây giờ cần đố nghe. Em không, bây giờ một câu thôi, đố em Gil đang làm gì vào buổi trưa ngay lúc này. Gil đang ngồi làm gì? Cái máy nó quay Gil. Rồi đang làm gì? Buổi trưa thì mình làm gì? Bây ơi, bây ơi, Bi hỏi thử một câu đi. Hỏi một câu coi Gil đang làm gì. Quan tâm đi, quan tâm Gil chút xíu đi Bi ơi. Bé nó bị mặn mắt rồi sao? Một hết giờ. Trời ơi, bé này thiệt á. Dạ ra. Vậy là giờ phải nuốt cái cá này là cắn, cắn cái phải đó, cắn. Cắn nước. Cắn cái phải cái đó. Không nuốt. Không nuốt. Không được uống nào, đúng rồi. Không được uống nào, đúng rồi. Cái đó cho nó hút đi. Rồi, rồi. Cá đông là 2 kg anh. Cá đông là 2 kg anh. Như vậy. Cuối cùng sẽ là Ngọc Phước thực hiện thử thách ăn mì của mình. Yeah. Gọi ai vậy? Gọi cho thầy giáo. Hả? Không hỏi trước. Không hỏi trước. Hỏi chơi nha. Khi nào thầy nghe mới được. Thầy vẫn bật lý đúng không? Rồi. Thầy ngủ rồi. Thầy đang bận dạy rồi. Thầy ơi. Thầy. Từ nói đi. Thầy ơi. Thầy. Từ nói đi. Con nghe thầy. Công thức lượng tử hạt nhân là gì? Công thức lượng tử hạt nhân là gì? Con không nhớ. Chào thầy. Cho nên chào là thầy. Con quyết định là con gọi. Con là bạn Ngọc Phước, con là bạn trai của Ngọc Phước nè. Chào thầy. Cho nên chào là thầy. Con quyết định là con gọi. Con là bạn Ngọc Phước, con là bạn trai của Ngọc Phước nè. Dạ, Phước nói là muốn nhận được sự quan tâm của thầy. Không biết thầy có thể hỏi vài câu quan tâm đến Ngọc Phước không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Ngọc Phước nói là hả thầy hả rất là hay quan tâm tới Ngọc Phước. Thầy hay hỏi han lắm. Hỏi han uống gì. Bây giờ thầy hỏi Ngọc Phước thử á thầy. Bây giờ thầy hỏi Ngọc Phước thử á thầy. Phước mẹ Phước. Khỏe ơi. Khỏe ơi. Khỏe sao chúng nghẹn nghẹn vậy? Đúng rồi. Khỏe sao chúng nghẹn nghẹn vậy? Đúng rồi, hình như Phước đang bị nghẹn á gì á. Không có hả? Phước làm gì vậy? Thầy, nhóm Phước lượng tử là gì vậy thầy? Lượng tử hạt nhân với thầy. Là quy tắc bằng cái trái đang lấy phải nữa. Thầy ơi, hình như Phước hình như Phước đang làm gì đúng không thầy? Thầy có đoán được là Phước đang làm gì? Đúng rồi, Phước đang làm gì? Đang đi chơi thì thầy đang đi picnic nè. Đang đi picnic nè, vui quá trời. Trời trưa nè Phước. Phước xong trả lời thầy. Em làm vậy em không coi. Thầy ơi, thầy đố thầy biết Phước đang làm gì thầy? Mà tao nói tiên học lẽ học á, tại sao em không trả lời? Đúng rồi, bây giờ không có tôn trọng thầy. Đang ăn gì hả? Hay quá thầy ơi, đúng rồi. Đúng rồi thầy. Đúng rồi. Thầy đúng là một người yêu thương quan tâm Ngọc Phước mà. Trời ơi, thương thầy quá. Thầy mới gì? Con cảm ơn thầy. Con sao khóc? Thầy. Sao khóc không có khóc? Con thương người ta ở đây rồi. Con thương người ta ở đây rồi. Sao mọi người thấy tràn đầy năng lượng chưa ạ? Năng lượng. Và ở thử thách tiếp theo, các bạn sẽ chạy và chạy. Trời chứ không hề ngồi yên một chỗ. Thế nên vừa rồi, Halloween đã mời các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Và hãy cùng đến với thử thách tiếp theo ngay bây giờ. Chúng ta là biệt đội. Chạy đâu cho thoát.
Thấy rồi, bự gấp dữ lận. Bự gì hả? Đã quá. Đi 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 đi. Dạ, em bán mì. Chuẩn mực thời nay là phải to. Coco mì đại, 1.5 gói. Coco mì đại, 1.5 gói mới. To gấp rưỡi so với mì 75g. Sợi vàng tươi, vị tôm chua cay, chanh ớt. Ăn 1 gói thì thiếu, 2 gói thì dư. Chỉ có Coco mì đại, 1.5 gói, 113g mới là quá đã. Coco mì đại, 1.5 gói. Chuẩn mực thời nay là phải to. Giá chỉ 5.000 đồng. Coco mì. Lưng trên một chiếc sofa. Ê, bữa nay có gì nè. Đẹp quá. Trời ơi, cô mi. Wow. Ôi, sao đẹp quá vậy. Beautiful, honey. Thảm trò chơi thứ nhất nha mọi người. Thử thách tiếp theo có tên gọi đèn xanh, đèn đỏ. Trên sàn lông đài sẽ trải một tấm thảm màu với 4 màu sắc khác nhau. Tím, cam, vàng, xanh dương được bố trí theo một trật tự ngẫu nhiên. 6 người chơi sẽ chia làm 2 lượt, mỗi lượt sẽ có 3 người di chuyển, sẽ cùng một lúc xuất phát ở đầu thảm. Mỗi người chơi sẽ đeo 4 màu vớ khác nhau trên tay và chân, tương ứng với 4 màu trên tấm thảm. Sẽ có 2 tín hiệu đèn được báo hiệu, đèn xanh và đèn đỏ. Khi nghe tín hiệu đèn xanh, 3 người chơi sẽ phải di chuyển lên tấm thảm, đặt tay và chân đúng với ô màu tương ứng với vớ đang đeo và tiến về phía đích đến. Khi nghe tín hiệu đèn đỏ, 3 người chơi lập tức giữ yên tư thế không được nhúc nhích. Sẽ có một thợ săn trên không bay ra và gây nhiễu loạn. Và nếu như có ai đó chạm sai màu hoặc nhúc nhích khi đèn đỏ, thì ngay lập tức Robot Buster sẽ xuất hiện và truy đuổi tất cả 6 người chơi cùng một lúc trong vòng 30 giây. Hai bên thảm màu sẽ có 2 căn phòng an toàn có giới hạn số người vào trong. 6 người chơi sẽ phải nhanh chân vào phòng để tránh khỏi sự truy đuổi của Robot Master. Nhiệm vụ của người chơi là phải đảm bảo căn phòng có đúng số người ở cống cho phép. Nếu không, cho dù nhanh chân vô phòng nhưng không nhanh tay cản người thì vẫn sẽ có khả năng bị Robot Master truy quét. Robot Master thợ săn siêu cấp cũng sẽ truy đuổi khi có thành viên chạm sai màu ở bất cứ lúc nào và khi đèn đỏ mà có ai đó chuyển động hoặc tay và chân không chạm vào thảm. Người chơi không kịp vào phòng hoặc bị Robot Master truy quét sẽ bị mất team. Sau khi thời gian truy quét kết thúc, 6 người chơi lại tiếp tục quay trở lại vị trí thảm để thực hiện thử thách. Vậy mới lâu á. Và bây giờ là cuộc chiến khốc liệt giữa Duy Khánh, Mai Phương và BB Trần. Yeah. Đèn xanh. Ui. Ui, nguy hiểm quá. Ui, nguy hiểm quá. Ui, nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Từ từ nha. Đánh đánh cái tay đánh sai. Đã phát hiện Duy Khánh chạm sai màu, thợ săn siêu cấp Robot Buster truy đuổi. Robot Buster truy đuổi. Mai Phương, nhường anh đi Mai, nhường đi mà. Đi ra. Khánh ơi, em còn tuổi trẻ, em còn thanh xuân. Khánh ơi, Khánh. Hình như mình là những người bị dễ lạnh á. Em
còn tuổi trẻ, em còn em sợ, em còn tương lai phía trước, em sợ. Và như vậy Duy Khánh đã mất hồi nãy. Hồi nãy em vô đầu tiên, em vô vòng đầu tiên. Cuộc sống mà. Mà khoan, để cái giọng nãy ai sai vậy? Khánh. Em. Trời ơi. Chị là đáng. Ừ, là đáng. Là em bị là vậy đáng. Em bị nhầm. Cố lên, cố lên. 3, 2, 1, đèn xanh. Từ từ nha. Đừng có ham mà bước nhanh nha. Rồi giờ sao bước lên? Ủa, có đi không? Đi. 3, 2, 1, đèn đỏ. Dừng, từ từ. Trời ơi là trời. Trời ơi, đừng có báo gì nữa bà ơi. Đừng coi. Thánh. Gì nữa? Trời ơi, nó tha vô cái người em rồi. Trời ơi, nó tha vô cái người em rồi. Trời ơi. Ơi là trời. Phát hiện Ngọc Phước chuyển động. Quá khó như vậy phân khích. Sau mấy hai lần đầu anh thấy tụi mình không có còn thương nhau như nãy. Anh ơi, anh cảm nhận được cái tinh thần của chương trình trò chơi ngày hôm nay rồi đó. Đâu, cái lúc nãy anh với Khánh là hai người cùng nhường nhau để vào phòng. Anh đã chạy vào phòng trước rồi, anh nói là Khánh vô đây đi, để anh ra ngoài cho anh. Khánh nói không, em ra ngoài cho anh vô đi, hai đứa cứ giành co giành co. Em tức, mọi người hiểu cảm giác là em mang vớ và cái sàn rất là trơn mà em không có kháng cự lại được. Em là người vô phòng đầu tiên. Anh đang xây dựng hình ảnh đẹp cho hai đứa mình luôn. Khánh, anh xây dựng hình ảnh đẹp mà anh xách cái nách em lên, anh quăng em như một bịch rác ra khỏi ngoài. Anh chẳng em vô lại. Mấy đứa ráng đi nửa vòng giùm anh để cho bớt nhục được không? Đúng rồi. Đó. Cố lên. 3, 2, 1, đèn xanh. Nhảy luôn. Vàng. Cam đây. Tím. Khó quá. Trường đi. Khó nha, bây giờ coi trường nha. Sao thế? Chết rồi. Chết, đúng rồi. Bây giờ. Sao giờ ta? Xin vô đây nè. Chết rồi. Sao giờ ta? Hít một cái nhảy lên. Đấy, đúng rồi. Rồi đứng đó luôn. Cố lên. Đứng không như chuyển được nữa. Hả? 3, 2, 1, đèn đỏ. Chết rồi, vậy mà đứng đây luôn. Trời đi. Trời ơi, cái dáng BB khó nha. Dáng BB rất là căng luôn. Nó hay quá ha. Bi Bi ơi, anh sắp chạm rồi Bi ơi, cẩn thận, nhớ được không? Nhớ được không? Ba, ba, cố lên. Một, đèn xanh. Hết hồn. Đúng rồi. Giỏi quá. Giỏi quá. Mai Phương hay quá, Mai Phương ơi. Mặt kìa. Thank you.
Ủa tôi đi cái gì? 2 1 ngưng. Đèn đỏ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hay quá. Ủa mà khoan. Hay quá, thắng là thắng mình luôn á. À quên. Đi đi. Bé nhớ quá mẹ. Bé nhớ quá mẹ. Quá quậy không kìa. Trời ơi. Nó không nhỏ quá. 3 2 1 đèn xanh. Mai Phương như con nhện vậy á con. 3 2 1 đèn đỏ. Ê cái tay Khánh. Cái tay Khánh bị dính một lớp ở màu xanh hay gì kìa. Em nhích cái tay qua kìa, chết rồi. Khánh ơi. Ê. Khánh ơi. Ê. Chết rồi Khánh ơi, em bị lộn rồi. Em Khánh kéo được cái tay qua. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Đừng ơi. Đừng. Mọi người đừng làm vậy. Mọi người đừng làm vậy mà. Ừ. Cho anh một cơ hội đi. Em chạy đi đó. Baby, đi ra đi. Em không chạy. Giữ cho lại. Ừ. Chết rồi bây giờ. Người yêu, em còn trẻ, em còn tương lai. Mọi người còn thanh xuân mà. Vì hiện tại số người trong phòng đã bị dư, thế nên các bạn chỉ có 10 giây để đủ một thành viên ra khỏi phòng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Robot Master tiến vào phòng. Các người phải trả giá thôi. Robot Master tiến vào phòng. Chán tiếp rồi. Chán rồi. Chán rồi. Sẽ là được thực hiện thử thách tiếp theo. Yeah. 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 Rồi, cố lên. 3 2 1 đèn xanh. Cố lên. À, cái gì vậy? Ở đây sao làm được? Cố lên. À, cái gì vậy? Ở đây sao làm được? Cố lên, cố lên, mở rồi. 3 2 1 đèn đỏ. Rồi, cố lên nào. Cố rồi, giữ nguyên nha. Giữ nguyên nha, đừng có bị nhúng nhích nha. Ráng vậy Phước ơi. Không có rung nha. Đừng cừ nữa. 3 2 1 đèn xanh. Rồi từ từ thôi, rớt luôn rồi. Kệ luôn, rớt cái khăn mà kệ luôn, cố lên. Cố lên Chun ơi. Hay lắm. Hay quá, ghê quá. 3 2 1 đèn đỏ. Rồi đứng im nha, đứng im nha. Đừng chạy nha. Đừng run, không cười, Phước không cười. Phước ơi, không cười. Phước ơi, không cười. Phước ơi, không cười. Phước không cười. Thợ săn siêu cấp Robot Master truy đuổi. Phương, chặn lại Phương. Phương, 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 chặn lại Phương. Đi ra, đi ra. Em xin. Đi đâu không? Anh lại đi không rồi. Đáng đời, đáng đời. Trời ơi, chú chui vô được rồi, hay quá. Trời ơi, chú chui vô được rồi, hay quá. Mình bị mất điểm rồi, em phải kéo Phương ra chứ. Đúng
Vì hiện tại số người trong phòng đã bị dư, thế nên các bạn chỉ có 10 giây để đuổi thành viên ra khỏi phòng. Điều gì Ngọc Phước? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Rồi chạy vô rồi, chạy vô rồi, chạy vô rồi. Hết giờ. Bắt đi, đúng rồi, Robert bắt đi. Robert Buster tiến vào phòng. Ủa, sao vậy? Ngọc Phương. Kiều. Sao vậy? Em sao á? Cuộc đời của em. 3, 2, 1, đèn xanh. Cố lên. 3, 2, 1, đèn xanh. Cố lên, cố lên. Cố lên. Rồi, cố lên, cố lên. Cố lên. Cẩn thận, cẩn thận. Khó à nha Khánh. Khó. Xanh trước đi. Xanh dương á, bên trái, bên phải trước á. Đi cẩn thận nha. Trời khó thiệt á. 3, 2, 1, đèn đỏ. Ba cái thế này chắc, ba cái thế này chắc đỡ. Ừ, ba thế này ok. Có Khánh nè, hơi cực xíu rồi. Cái bé này có thích lòn lòn đó nha. 3, 2, 1, đèn xanh. Má Phu mất cười quá, má Phu như con nhện vậy. Cẩn thận. 3, 2, 1, cẩn thận. Đèn đỏ. Rồi đừng có cười nữa nha, đừng có nhúc nhích nha. Cẩn thận nha. Rồi đừng có cười nữa nha, đừng có nhúc nhích nha. Cẩn thận nha. Hả? Trời ơi. Không cho. Đi ra. Bốn người lận. Ủa dạ bốn người. Cái gì nữa rồi? Đủ rồi, mình chặn lại, mình chặn lại. Đi ra đi. Giấu hai cái tay đi. Đứng nghiêng người đi. Coi chừng cái khăn. Coi chừng cái khăn. Nghiêng người lại. Cái khăn. Bài đặt tay lấy cái khăn làm gì á? Nó tới Kiều ơi. Chết rồi Kiều ơi. Kiều ơi, chạy đi. Chạy qua đây Kiều, qua đây nè, qua phòng anh. Ủa sao nó ác vậy, nó nhanh vậy? Ừ, nhanh lắm. Giọt nước mắt này tôi biết đền đáp chứ ai như giờ. Vậy là Kiều Lê, bạn đã bị mất đi một tim. Ba, hai, một, đèn xanh. Ôi, cái này mới khó nè. Khó. Cố lên. Cam đi Cam. Ừ, vàng kìa Khánh. 3, 2, 1, đèn đỏ. Nguy hiểm quá, 3, 2, 1, đèn đỏ. Nguy hiểm quá, bay quê quá. Thợ săn siêu cấp Robobuster truy đuổi. Bà bị dưới rồi. Nguy hiểm quá, bên kia đang nguy hiểm quá. Chưa găng lắm, bây giờ mọi người không dám chạy qua đây đâu. Em ơi, mày chia sẻ đi em ơi. Phòng 3 người hiện tại các bạn đang dư số lượng người. Chính vì vậy các bạn sẽ phải nhanh tay để đủ đi một thành viên ra khỏi phòng. Các bạn chạy có qua đây Khánh ơi. 10, 9, Khánh, chạy qua đây Khánh. 8, 7, 6, chạy 5, đi, chạy đi, ai chạy 4, qua đây đi. Bên đây 3, dư người nè, chạy qua đây. 2, 1, hết giờ. Tớ
cả các thành viên ở trong phòng ba người đều bị mất tim. Vì các bạn đã không làm được yêu cầu như Halloween đã đưa ra. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, nay tôi sắp tới nơi luôn rồi. Và ngay bây giờ, Halloween muốn được thay đổi luật chơi. Halloween muốn 6 người cùng một lúc sẽ thực hiện thử thách di chuyển trên thảm màu. Ba, hai, một, đèn xanh. Ba, hai, một, đèn đỏ. Đừng thở, đừng cười. Ba, hai, một, đèn xanh. Ủa sao tôi đi gì kỳ vậy? Chết rồi, chết anh rồi. Không sao, không còn tụi em. Tôi một cũng đi. Ba, hai, một, đèn đỏ. Ba, hai, một, đèn xanh. Đi sao nè? Đi mà. Đi sao nè? Đi mà. Ba, hai, một, đèn đỏ. Ba, hai, một, đèn đỏ. Hai, một, đèn đỏ. Sai rồi. Chạy, chạy đi. Chạy, chạy đi. Chạy rồi. Cản, cản nó vô. Có người rồi. Anh mất một mạng rồi. Đúng rồi, đừng cho nó vô. Thôi người ơi. Đừng cho nó vô. Em không thể. Đừng mà. Nhìn chi Hết rồi. Sao mà đấu này baby mạnh lắm. Phước, bạn chỉ có 10 giây để thoát khỏi sự truy đuổi của thợ săn Robot Master. Nữa. Tự nhiên ngồi dạng gì vậy? Bạn đã bị mất một tim. Được rồi lắm. 3, 2, 1, đèn xanh. Hey. Nói 3, 2, 1, đèn đỏ. 3, 2, 1, đèn xanh. Ủa anh không có đường đi, mọi người đã chết tôi rồi. Tím, vàng, xanh. Vàng, tím, cam. Trời ơi, không có. Xanh. 3, 2, 1, đèn đỏ. Xác nhận Mai Phương và Chuân Phạm đã về đích thành công. 3, 2, 1, đèn xanh. Xác nhận Kiều Lê hoàn thành thử thách đèn xanh. Đúng rồi, tay sau lưng em kìa Khánh. Trời ơi. BB Trần đã về đích thành công. Anh Trần ơi, bên này đi. Hai tay tím cam ở trên này Khánh, nhảy lên Khánh. Xác nhận Ngọc Phước đã vượt qua thảm màu. Lên màu tím. Rồi, chơi luôn đi. Vàng. Ở trời, cuối cùng thì Duy Khánh cũng đã vượt lên chính mình và về đến đích. Yeah. Giống như là vượt lên chính mình rồi. Trời ơi, em bị mù màu, em bị rối màu quá luôn á.
Và trước khi đến với thử thách tiếp theo, sẽ là một phần vô cùng quan trọng. Ở phía trước các bạn là 6 lượt chữ và hãy lựa chọn cho mình một chữ cái. Mai Phương là người về đích đầu tiên, thế nên bạn sẽ được lựa chọn chữ cái đầu tiên. Và vì Mai Phương là người cũng đã giành chiến thắng ở thử thách này, thế nên bạn cũng sẽ được ưu tiên xuất phát trước ở thử thách tiếp theo. Và hãy cùng chờ xem điều gì bất ngờ ở thử thách tiếp theo nhé. Và điều gì đang chờ đón chúng tôi ở phía trước chúng tôi cũng chưa biết nữa, cho nên quý vị khán giả hãy chờ trong ít phút nha. Biệt đội chạy đâu cho thoát. Bắt gì vui. Ở vấn đề là hai đứa này vui là bởi vì hai đứa này đứng hạng nhất và hạng nhì. Yeah, rồi. Còn mấy người hạng bét thì đúng coi hả? Không, em hạng bét á. Không, anh hạng bét mà. Không, em hạng bét á. Không, anh hạng bét mà. Cái đoạn ok, thôi không nói nữa, bây giờ chơi cái gì à? Đúng rồi. Chơi cái gì à? Chơi liền đi ạ. Rất đơn giản vì trò này sẽ liên quan đến việc chúng ta đi tìm sợi dây chuyền chữ X. Sẽ có một trận đồ được thiết lập ở khu vực phía sau lưng các bạn. Đây chính là trận đồ mang tên Đấu trường X. Rồi. Đấu trường X sẽ là một cuộc truy đuổi kịch tính diễn ra song song giữa 6 người chơi với nhau và với hai thợ săn, một thợ săn sát thủ trên không và một thợ săn chỉ điểm. Trong đó, thợ săn sát thủ trên không sẽ truy bắt thành viên bị mang chữ X trên người. Với luật, chỉ cần thợ săn sát thủ chạm vào người có đeo chữ X thì người đó sẽ bị loại ngay lập tức. Thợ săn chỉ điểm sẽ đóng vai trò là kẻ báo hiệu chỗ trốn của 5 thành viên còn lại cho người bị đeo chữ X đến. Nhưng mà em có một điểm sợ, em sợ Mai Phương. Sao vậy? Tại vì Mai Phương hồi sáng vô thủ thị với em á, nói là em thích những cái game nào mà nó giật lộn. Em thích cô đẩy, em thích phản kháng. Đấy là hoa hậu đúng không? Không, trong chương trình này là bước cô cho đánh giá. Bước vô cuộc chơi này rồi, em chỉ mang tên Mai Phương thôi. Đúng. Rồi, hay quá. Nãy giờ anh thấy là BB là người giữ nhiều team nhất mà lại chơi xấu nhất. Ủa? Xấu là nằm trong cút cách rồi. Xấu là nằm trong cút cách rồi. Ủa? Dữ vậy? Ủa? Anh này... xấu từ tâm hồn rồi. Thôi. Anh này... xấu từ tâm hồn rồi. Kể từ giây phút này, chúng tôi sẽ đổi tên chủ đề từ Tiêu Diệt Ngọc Phước trở thành Tiêu Diệt BB. Wow. Hồi lúc quên hy vọng chiến lược của các bạn sẽ không bị tổ trác. Halloween là bên đội mình á. Đúng rồi. Bên phe mình á. Để coi mấy đứa nhóc này làm được cái gì. Và bây giờ Mai Phương sẽ là người được bước vào đấu trường X đầu tiên. Là em đó. Nếu trong vòng 1 phút Mai Phương vẫn chưa thể đeo chữ X này cho bất cứ ai thì bạn sẽ tự biến mình trở thành mục tiêu của thợ săn truy sát. Nếu như em không trao được X thì em chính là X. Xin mời Mai Phương tiến vào đấu trường X. Good luck. Chúc em nhiều sự may mắn. Để coi em làm được gì. Em sẽ giết BB. BB chờ đó. Trẻ người non già. Mời các thành viên còn lại bước vào đấu trường. Ôi, cái gì vậy? Làm sao mà trốn? Một sức dành cho Mai Phương để đeo chữ X cho các thành viên khác. Bắt đầu. Chết rồi. Ê, né Mai Phương. Mai Phương đang trốn ở đâu vậy? Ah!
Tôi thấy rồi. Tôi thấy rồi. Ê, ủa Phương ơi. Ê, ủa Phương ơi. Thiệt, anh khóc cái trong kia luôn á. Ác quá à. Anh còn ôm em ở đó khóc hết trời. Thở không nổi luôn á. Ráng chịu, ráng chịu. Dập môi nữa. Đáng, đáng. Các người định hại tôi à? Trời ơi. Kế hoạch hả? Thật là BB mạnh quá nha. Chúng ta phải thực sự BB mạnh lắm á nha. Ngọc Phước mất một tim và không còn cơ hội tham gia vào đấu trường X. Đói vô. Lượt chơi mới được xác lập. 3, 2, 1, bắt đầu. Ê, chơi đi chơi. Diêu à. Ê, ê. Không, không. Việc gì mà chúng ta phải đi giành giật đúng không? Lỡ mà xui. Anh đã lấy rồi. Anh trốn anh nằm đi để em canh cho. Nhanh lên bê bê nha. Đừng nhặt niềm tin quá nhiều vào tất cả mọi người luôn.
đặc biệt là Khánh. Nhanh lên bây giờ, 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 không được chơi trò này. Này mọi người, tôi còn gia đình. Nhanh lên, nhanh lên. Cái nữa. Anh Thắng ơi. Thương. Đứng lại. Đứng lại. Đừng làm vậy mà. Đã được đeo lên người của BB Trần. Nhanh lên. Thợ săn truy sát nhận lệnh đuổi theo BB Trần. Né ra, né ra, chạy đi, chạy đi. Né ra, né ra, chạy đi, chạy đi. Trời ơi. BB Trần mất một tim và bị loại khỏi đấu trường X. Anh BB ơi. Mất một tim và bị loại khỏi đấu trường X. Hồi nãy em kêu anh chạy sao anh không chạy? Hồi nãy em kêu anh chạy. Tôi sẽ nhớ mối thù này. Không có. Hai, một, bắt đầu. À, hắn cũng dễ dàng gì. Không, coi kìa, coi kìa. Đó, diệt tôi đi, rồi cuối cùng cũng phải diệt nhau thôi. Ừ, chạy ra ngoài đi. Ủa, chỗ đó hết rồi. À, ủa, chỗ đó hết rồi. Trời ơi, chạy lẹ quá. Giữ chưa lại đi, mọi người. Giữ chưa lại, vô hiệu hóa âm lưng. Thợ săn ơi. Trời ơi, thợ săn bay ra ngoài nè. Đúng rồi, giữ chưa lại. Thợ săn ơi. Ủa. À.
Trời ơi, thôi rồi, Ông đánh luôn rồi. Thợ săn đã chạm vào người Jun Phạm. Jun Phạm mất tin và bị loại khỏi đấu trường X. No. Để tôi coi. Còn đâu là tình nghĩa nữa chứ. Cùng. Ba, hai, một. Tương tàn, tương tàn. Tiêu diệt Duy Khánh. Tiêu diệt Duy Khánh. Tiêu diệt Duy Khánh đi. Mai Phương đi nè, Mai Phương đi nè. Duy Khánh đang nhẫn nhơ, Duy Khánh đang nhẫn nhơ. Nữa chứ. Trời ơi, coi kìa, thấy chưa? Trời ơi, quá trời, đã luôn với cái thợ săn luôn rồi, trời ơi. Điêu ơi! Đeo vô cổ. Coi kìa. Trời ơi, nó tấn phun vô. Trời ơi, còn đó là hoa hậu nữa. Chữ X đã được đeo lên người của Duy Khánh. Thợ săn truy sát nhận lệnh đuổi theo Duy Khánh. Hay quá vậy. Đúng rồi, chạy đi Phương. Trời ơi. Thợ săn đã chạm vào người của Duy Khánh. Duy Khánh mất một tim và bị loại khỏi đấu trường X. Giọt nước mắt đã rơi. Tôi cảm thấy tội lỗi với Khánh quá. Ba, hai, một, bắt đầu. Coi Trang anh Hùng có qua được ải mỹ nhân hay không? Đúng rồi. Phải không? Kẻ thích đúng rồi. Phương ơi, Diêu không lẽ Diêu trốn rồi. Phương ơi, Diêu không lẽ Diêu trốn rồi. Nếu trong vòng 1 phút chưa có thành viên nào lấy được chữ X, Halloween sẽ quyết định ai là người đeo chữ X và bị thợ săn truy đuổi. Bây giờ mình đường nào cũng thế thôi em ơi. Một mất một còn. Trời ơi, đúng rồi. Trời ơi, Nhu ơi. Thôi, Nhu ơi, dừng mà. Trời ơi, chơi mình nhúng tay làm sao trời ơi. Chơi vậy đời đâu có nể mà. Trời ơi, chơi mình nhìn rồi thôi. Vậy sao xứng đáng nữa. Trời ơi, trời kìa, ơi, chơi mình nhúng tay. Chơi mình nhiều quá nhiều người. Hoa hậu mạnh lắm. Ừ. Trời ơi. Mệt quá. Yeah. Ủa, này sao giống mệt nhau vậy? Khỏe lắm đó. Thấy chưa, còn trứng giỡn nữa kìa. Trời ơi, điêu ơi, điêu quá. Tập tạ mỗi ngày mà. Thấy chưa, nhảy nữa. Trời ơi. Thấy chưa. Luồn lách. Hết một phút, chữ X đã được đeo lên người của Kim Lê. Thợ săn truy sát nhận lệnh đuổi theo Kim Lê. Rồi, nhanh lên Kim ơi. Nhanh lên. Nhào vô. Rồi, nhanh lên Kim ơi. Nhào vô. Anh nghĩ giờ Kim Lê. Kim chạy đi. Chứ chạy đi Kiều. Chạy vô. Chạy đi Kiều. Chồng vô. Ê. Chạy đi Kiều. Chồng vô. Ê. Thôi thua rồi. Xong. Thợ săn đã chạm vào người của Kiều Lê. Kiều Lê đã bị Mai Phương đánh bại. Bạn mất một tim. Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về Mai Phương. Bởi vậy người ta nói mà anh hùng đâu có qua được ải mỹ nhân. Rõ ràng là tôi chơi hết mình mà. Thì đó, nhưng mà tôi vẫn thấy là có một cái tượng mà tương thân tương ái. Tôi ghen đó. Tinh thần tụng bỏ chơi đến cùng nhé. Yeah. Chơi mà nhường á.
Thì người ta thắng. Thì người ta thắng. Mới lên lần tôi hả không dễ đâu. Trời ơi cái gì mà tấn công dữ vậy? Quá mệt rồi. Quá đủ rồi. Quá mệt rồi. Trời ơi, hôm nay chúng ta được đi bơi. Hôm nay đi bơi. Hôm nay được chơi công viên nước. Xin chào tất cả mọi người.